For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất của chúng tôi, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh. Còn bây giờ, mời quý vị đến với nội dung chi tiết của chương trình. Cô gái 23 tuổi phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới sau 5 phút. Sau 5 phút, Phương Trinh 23 tuổi quê ở Lâm Đồng đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên để phá được kỷ lục thế giới trong cuộc thi siêu trí nhớ thế giới 2023, trái ngọt của cô gái vùng cao nguyên. Hơn một tuần sau khi trở về từ cuộc thi siêu trí nhớ thế giới 2023 diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ hôm 26 tháng 11, Đặng Ngọc Phương Trinh vẫn chưa quên được khoảnh khắc được sướng tên trên sân gấu nhận huy chương vàng. Chị gái Trinh là Đặng Thu Hiền 25 tuổi quê Lâm Đồng cũng đại diện Việt Nam dự thi. Vượt qua 780 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và lãnh thổ, Phương Trinh đạt giải nhất sau khi phá được kỷ lục thế giới sau 5 phút đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên. Trước đó, kỷ lục cũ do một người Pháp đạt được là 5 phút nhớ 547 hình ngẫu nhiên. Với nụ cười luôn hiện trên môi, Trinh cho biết khi còn là học sinh, chị em Trinh tình cờ xem chương trình Siêu Trí Tuệ, thấy nhiều nội dung hấp dẫn rồi thích chương trình này lúc nào không hay. Cả hai thường theo dõi và tìm tòi, tập ghi nhớ, với kỳ vọng sẽ dự thi. Trinh kể, hồi mới theo đuổi môn trí tuệ này, vì phải tập trung, ghi nhớ, cao độ, cô thường hay bị đau đầu. Tuy nhiên, được học tập cùng nhiều thầy cô, nhất là với kỷ lục gia thế giới, Nguyễn Phùng Phong. Cô bắt đầu điều chỉnh, luyện theo phương pháp của dự án 5 phút thuộc bài, tình trạng đau đầu dần dần không còn nữa. Về luyện tập, Trinh thường xuyên quan sát những thứ xung quanh, rồi ghi nhớ lại. Từ những sự việc đời thường, câu chuyện đã nghe, tiếp xúc, cô tạo ra những tiêu đề, từ khóa rồi liên kết thành câu chuyện theo sơ đồ, tư duy để ghi nhớ. Bên cạnh đó, họ cũng tìm hiểu thêm trên Internet để mở rộng, hiểu sâu kiến thức. Mỗi ngày, chị em Trinh dành ra 4 tiếng để thực hành vào buổi sáng và buổi chiều. Sau những nỗ lực không ngừng, Trinh hoàn thành tốt phần thi của mình để nhận về kết quả cao nhất, phá được kỷ lục thế giới trong cuộc thi siêu trí nhớ thế giới 2023. Có nhiều chuyện em có thể sẽ quên, nhưng hai tiếng Việt Nam hô vang trong hội trường chung kết hôm đó sẽ chẳng bao giờ em quên được. Phương Trinh chia sẻ, gác giấc mơ làm bác sĩ trở thành kỷ lục gia trí nhớ thế giới, chị em Trinh sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Bố bỏ đi khi chị em Trinh còn nhỏ, ngôi nhà nhỏ đơn chiếc chỉ có mẹ và các con quây quần nương tựa với nhau. Người mẹ làm đủ việc với tâm niệm miễn có tiền nuôi các con tới trường tìm con chữ. Không giấu nổi niềm vui, bà Lục Thị Hiền Minh, 45 tuổi, mẹ của Trinh và Hiền, bảo căn nhà nhỏ rộn tiếng cười khi nhận những lời chúc của hàng xóm, người thân suốt những ngày qua. Bà Minh kể, hồi còn học trung học phổ thông, hai con thường tâm sự muốn thi vào đại học y dược trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, kinh tế gia đình khó khăn, cuộc sống vật chất nên các con lại gác lại ước mơ của mình thi vào ngành sư phạm tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, phần nào đỡ gánh nặng cho mẹ và ngoại. Năm 2019, chị em Trinh đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thì phát hiện thấy cuộc thi siêu trí nhớ Việt Nam tổ chức ở TP.HCM, liền đăng ký dự thi. Cả hai đạt danh hiệu kỷ lục gia siêu trí nhớ Việt Nam. Từ đó nhận ra đam mê và gắn bó với môn thể thao trí tuệ này nên cả hai xin ý kiến gia đình làm đơn bảo lưu điểm ở trường. Khi hay tin này, ban đầu tôi ngập ngừng, lo lắng. Tuy nhiên sau đó tôi đồng ý vì tin, ý chí, sự kiên trì cũng như quyết tâm của hai con. Người mẹ tâm sự. Về phía mình, Phương Trinh bảo chia sẻ có nhiều dự định trong tương lai. Tuy nhiên hiện tại cô sẽ cùng chị gái cùng nỗ lực luyện tập để đạt được thành tích cao hơn và thực hiện những mục tiêu bản thân đã đưa ra. Sau đó cả hai sẽ trở lại giảng đường để tiếp tục với ước mơ còn dang dở. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.